Chuyện tình kể trước lúc rạng đông. Chương 2. Liệu vẫn ngồi trước bàn, lấy ngón tay nhúng vào cốc nước, nụ vối, rồi vẽ lên bàn những hình tròn méo mó. Hết hình nọ tới hình kia. Cô cố gắng để vẽ được một hình tròn thật đẹp, nhưng không nổi. Những ngón tay cô thô cứng, vụng về. Thấy Sinh vào, cô ngước mắt nhìn anh. Sinh hỏi, liệu thấy thế nào? Cô gái lúng búng trong miệng. Em thấy cũng tốt thôi. Vũ Sinh ngồi im. Lúc đó tới lượt cô hỏi anh. Còn anh thấy thế nào? Sinh đang nghĩ ngợi gì đó. Anh chợt quay đầu nhìn cô như vừa dứt khỏi mộng mị. Anh cũng đáp lại cô bằng một giọng vô cùng bối rối. Mình ấy à? Mình thấy tổ chức rất quan tâm, rất tốt. Nói xong, mặt anh đỏ lựng, anh cúi xuống. Lúc đó, lũ trẻ đi học qua, cấu trí nhau rồi cười ré lên, chạy đi chạy lại, qua cửa, tưởng như để trêu cợt hai người. Đôi trai gái xấu hổ vội vã đi ra, mỗi người một nẻo. Không lời hẹn hò gặp gỡ, họ để lại trong gian nhà trống vắng mấy chén nước nguội và những hình vẽ chưa khô trên mặt bàn. Những hình vẽ cố gắng hết sức, nhưng không sao tròn nổi. Đã 9 năm qua rồi. Đám cưới đời sống mới thời kháng chiến do đoàn thể nhiệt tình tổ chức đã đem đến cho hai người. Một đứa con trai và một đứa con gái. Hai sợi dây thắt họ trong một cuộc sống gia đình. Nhưng trái tim họ lại giống như đôi ngựa, mỗi con chạy mỗi đường, càng chạy càng cách xa nhau. Người nhận ra điều này trước tiên là Vũ Sinh. Sau khi cưới nhau một năm, lúc Liệu có thai đứa con trai đầu lòng 2 tháng, Sinh phải đi công tác ở huyện bên. Một chiều, vì trời sập tối trước khi tới bến đò, anh đành phải rẽ vào nhà một người thợ rèn ngủ nhờ. Cặp thợ rèn mới cưới nhau 3 năm. Họ rất vui tính và tốt bụng. Họ nhất định bắt Vũ Sinh ăn cơm gạo mới với thịt lợn nướng và dưa cải. Còn vắt cơm nếp anh em theo, cô vợ rán lên để giòn như bánh chưng ngày Tết để chồng và người khách ăn tráng miệng. Mời anh cứ phải nhanh xuống đũa, không ngoảnh đi ngoảnh lại là nhẵn như chùi. Nhà em được cái khảnh ăn lắm, mỗi bữa chỉ hết 2 bơ gạo trắng có ngọn thôi. Cô vợ vừa mời khách vừa trêu chọc chồng. Anh chồng thấy thế, lấy làm vui thích lắm, cười tít mắt đáp lời. Chỉ được cái nó oan cho người ta, mỗi bữa mình hết có 8 lạng gạo chứ đâu mà 2 bơ trắng. Mỗi bơ trắng đong được 4,5 lạng gạo. Vũ Sinh biết thế, anh cười. Cơm xong, cô vợ lại bắt tiếp nồi khoai luộc lên bếp than. Chừng nửa giờ sau, mùi khoai chín cạn cháy xém đã bốc lên mùi thơm lừng 3 gian nhà nhỏ. Anh chồng xoa tay. Anh lại xơi khoai với vợ chồng chúng em. Các cụ có câu, ăn cơm no bụng, thấy khoai vẫn thèm. Nói xong, anh kéo Vũ Sinh ngồi xuống gần bếp than, mở cái vung đất úp nồi hông khoai cho hơi bốc trắng, rồi thò tay nhóm từng củ khoai ra, miệng suýt xoa kêu nóng. Cô vợ rửa bát xong, thấy vậy, nguýt yêu chồng. Trông rõ đẹp chưa kìa. Đưa tay lên sờ tai cho đỡ phỏng. Anh chồng trẻ lại tít mắt cười, đưa tay lên nắm chặt vành tai. Bên ngoài gió bấc rít ù ù, những tiếng gió bị tiếng cười trẻ trung tràn trề hạnh phúc của cô vợ trẻ át đi. Sinh im lặng ăn khoai. Ngon không anh? Khoai vùng này nhất hạng là bở. Anh thợ rèn hỏi. Ngon lắm. Sinh gật đầu. Nhưng anh không có cảm giác gì mới lạ về miếng khoai đang ăn. Anh sững sờ vì cảnh sống của cặp vợ chồng thợ rèn. Anh và Liệu chưa bao giờ có được những phút giây như thế. Chưa từng một lần anh nhìn Liệu với ánh mắt đam mê, mãn nguyện như anh chàng thợ rèn này. Cũng chưa bao giờ Liệu có những cử chỉ bộc lộ yêu đương nồng nàn như cô vợ trẻ, mập mạp ấy. Bếp than dần dần nguội đi câu chuyện vãn và tiếng gió rít mạnh hơn. Ngồi đi! Anh thợ rèn nói cụt luồn rồi đứng dậy, vặn lưng răng rắc. Chờ khách mắc chiếc màn cá nhân, chùm chăn chiên xong, chủ nhà thổi đèn, phụt một tiếng rồi vào buồng. Cô vợ trẻ đã vào trước,
sửa soạn chăn chiếu. Anh chồng vào, họ lại trêu nghẹo nhau rinh rích cười. Mới đầu, cô vợ còn nhắc, khẽ chứ, cho anh cán bộ đoàn còn ngủ. Đừng có cấu người ta thế, bên ngoài nghe tiếng anh ấy cười cho. Sau, cô vợ trẻ cũng quên mất điều đó. Hoặc cô nghĩ rằng ông khách đi đường mệt nhọc đã ngủ say rồi. Và cặp vợ chồng chủ nhân thả sức chuyện trò, chọc ghẹo âu yếm nhau như mọi đêm. Vũ Sinh không ngủ được. Anh nghe rõ mọi lời nói. Anh hình dung rõ những cử chỉ của cặp vợ chồng chủ nhà. Anh chồng rúc đầu vào tóc vợ, hít hà như trẻ con. Người mồi cốm rang ngày Tết mùng năm. Anh khen lấy khen để mùi hương nhu và mùi lá bưởi, kể cả mùi mồ hôi sau gáy còn đọng lại vì suốt ngày kéo bễ và nấu ăn, anh chàng cũng thấy thơm. Còn cô vợ trẻ vừa đẩy chồng ra xa, lại vừa thọc tay vào nách chồng, khiến anh chàng đã nức lên từng cơn cười ngây ngất. Sinh bàng hoàng, xưa nay anh chưa từng chứng kiến cảnh sống lứa đôi một cách tỏ tường. Bây giờ người ta mới biết, khi người ta yêu nhau, cuộc sống chung mặn nồng say sưa đến thế. Giống như kẻ sống suốt đời trong núi, lần đầu tiên thấy biển, anh ngỡ ngàng trước những cơn ảo ạt trắng xóa của biển khơi, nơi nước liền với chân trời trong một không gian mênh mông choáng ngợp. Sáng hôm sau, anh tiếp tục qua đò làm công việc của mình. Nhưng khi trở về nhà, một nỗi buồn lạnh lùng thấm trong tâm hồn khiến anh muốn giã rời chân tay. Lúc đó anh chưa nhận thức được thảm kịch của mình, nhưng anh mơ hồ đoán định được nỗi bất hạnh sẽ tới. Trước đây anh chưa bao giờ ưu lự, nhưng anh chưa ý thức được điều đó nên cuộc sống chung vẫn diễn ra tẻ nhạt nhưng bình yên. Giờ khi đã có ý thức điều đó, cuộc sống chung với anh đã khiến nặng nề. Năm sau, khi đứa con trai tròn 5 tháng, Vũ Sinh nhập ngũ, anh được đề bạt trung đội trưởng ngay ngày đầu tiên mặc áo lính. Đơn vị anh đóng quân ngay Thái Nguyên. Từ ngày đó cho tới hội nghị Geneva ký kết, năm cửa ô xòe cánh đón đoàn quân kháng chiến trở về, anh không một lần về nhà. Trong khoảng thời gian ấy, có lần đơn vị Vũ Sinh đóng quân tại một bản Thái Trắng. Chủ nhân nhà anh ở là một ông già. Ông có hai cô con gái. Cô lớn bị bắt vào đội xòe của Quan Châu. Cô nhỏ đi dân công nuôi bộ đội kháng Pháp. Ông già uống rượu như uống nước, kể chuyện thật hay. Hết thời hạn đóng quân, đơn vị anh lên đường, ông ra tiễn hết một con đèo. Lúc sắp giã từ, chợt ông giơ tay chỉ về ngọn núi phía trước. Ơ, con Út đã về kìa, con Út đã về rồi đó. Phải một lúc, Vũ Sinh mới nhận ra người con gái đang băng qua con đường lượn quanh núi đi về phía mình. Một nàng tiên từ một thế giới. Từ một thế giới mộng ảo bước ra, tha thướt trong bộ váy áo trắng, lúc ẩn lúc hiện trong ánh nắng chiều và giữa sắc xanh trùng điệp của núi rừng. Sinh đứng đờ người hồi lâu. Tới lúc đại đội trưởng chào ông già lần cuối cùng và giục mọi người lên đường, anh mới sực tỉnh. Họ cũng tiến về phía con đường lượn quanh núi, ngược chiều cô gái Thái. Không ai nói, nhưng tất cả đoàn quân đều phập phồng chờ đợi lúc gặp mặt người đẹp. Có lẽ người hồi hộp nhất là Vũ Sinh. Mặc dù không mang vác nặng, tim anh cứ rộn lên như trống trận. Chừng 10 phút sau, họ gặp cô gái. Cô chào bộ đội với giọng trong veo, lảnh lót như tiếng chim. Đại đội dừng lại vài phút nói chuyện về bàn của cô gái mà họ vừa giã từ. Cậu liên lạc đại đội kể chuyện vanh vách về ông già sinh ra cô, mặc dầu cậu ta mới chỉ sang chơi dăm ba lần. Còn Sinh, Sinh đứng im nghiêm trang nhưng không thể rời mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Một gương mặt kiều diễm, làn da hồng mịn, hai tràng mày gọn sắc như hai nét mực tàu, sống mũi thanh và làn môi tươi tắn. Vẻ mặt đẹp trinh trắng mãnh liệt của rừng sâu. Khi cô đi rồi, gương mặt cô, tấm thân mềm dẻo bó trong bộ áo váy của cô không rời anh nữa. Cô như ngôi sao rực rỡ hiện lên giữa chốn núi non trùng điệp và giữa trái tim trống trải
bơ vơ của anh. Anh cứ tưởng tượng cho mãi tới sau này, khi anh gặp người đàn bà thực sự của cuộc đời anh. Tôi muốn chúng mình nhìn lại mọi chuyện cho rõ ràng, bởi vì cuộc đời còn dài quá. Đại đội trưởng Sinh nói chậm rãi, anh không nhìn vợ. Thực sự, chúng ta chưa kịp yêu nhau đã tổ chức cưới. Lúc đó, cả tôi và Liệu còn quá trẻ, nên không đắn đo. Người đàn bà lắng nghe, chăm chú, chợt nghĩ rằng lúc sắp lấy anh, chị cũng còn thinh thích hai chàng trai cùng làng. Một anh có bằng certificate làm hương sự, còn anh kia vào bộ đội trước lúc chị lên huyện. Kể ra, chị cứ lấy một trong hai ấy cũng chẳng khác gì Vũ Sinh là bao. Vậy tại sao chị không nghĩ ra điều đó? Có lẽ sự chế nhạo ghép đôi của mọi người khiến chị tưởng rằng chị yêu Sinh hơn hai anh chàng kia chăng? Cũng có lẽ lúc đó chị chưa nghĩ đến điều gì cho đến đầu đến đũa. Người chồng tiếp tục nói. Nhiều lần tôi cứ nghĩ, giá như chúng ta sớm nhìn nhận ra điều này, hồi hòa bình lập lại chẳng hạn, lúc đó chưa có con Mai. Anh lại cúi đầu theo thói quen, lùa tay vào mái tóc. Người đàn bà đột nhiên bật lên tiếng thở dài. Chị hiểu chồng muốn nói, giá cứ bỏ nhau ngay lúc đó lại dễ dàng hơn. Chị nhớ cảm giác đau đớn của mình vào một buổi sáng đón anh về. Giữa đám đông, các ông chú, bà bác, các cô, cậu, lũ cháu, anh hoàn toàn thoải mái, vui vẻ, mừng rỡ. Chị kiên tâm chờ đợi như người đàn bà khác, biết rằng một chiến sĩ từ mặt trận chiến thắng trở về là niềm vui chung cho tất cả những ai có liên quan đến huyết thống và quê hương với anh. Nhưng khi mâm cỗ cuối cùng đã dọn xong, khi mọi người đã ngủ ngon lành sau một ngày cười nhiều, khóc nhiều, lúc đó chị chờ anh với niềm khát khao tự nhiên của một người vợ đã qua 4 năm đằng đẵng xa chồng. Anh vào, anh hỏi chị những câu anh đã hỏi nhiều người thân một cách nhạt nhẽo. Dường như anh phải cố gắng để nghĩ ra những câu hỏi đó cho có chuyện mà nói. Chị cũng trả lời anh những câu mà bố mẹ chồng, anh em chú bác chồng đã nói rồi. Tới một khoảnh khắc im lặng vô duyên cớ, ngượng ngùng, oi nóng. Rồi sau khoảnh khắc đó, anh hối hả chung chăn gối với chị, gấp gáp và thất thường. Một giây lát, cảm xúc thoáng qua, cả hai người cùng nằm im. Chị ngửi mùi rêu bay lên từ chân giường, mùi hoa móng rồng phía sau theo gió đưa vào, mùi chăn chiếu ẩm mốc, quạnh hiu. Chị thấy những mùi cũ kỹ đó sẽ còn cũ kỹ mãi như thế. Còn anh cũng hít mùi thơm ngọt ngào của thứ hoa móng rồng Hoàng Anh, loài hoa cánh dày có màu vàng như màu lông chim Hoàng Anh. Anh đã hái hoa đó từ khi anh 11 tuổi, nên mùi thơm của nó đã thấm sâu vào tâm hồn. Nó là dĩ vãng thân thuộc của anh, còn mùi rêu ẩm ướt dưới chân giường, chân tường, mùi giường chiếu và hơi thở của người vợ bên cạnh anh đều là xa lạ. Chúng ở tít xa, nơi nào đó bên ngoài khoảng sáng trong tâm hồn. Tiếng nói mê, ú ớ của đứa con trai khiến anh nao lòng. Anh quay sang, hôn vụng nó trong giấc ngủ. Rồi sau đó, anh lại nằm ngửa lên, không thể nào quên được hình ảnh cô gái Thái và mùi hoa móng rồng. Mùi hương của tuổi thơ và hình ảnh nàng tiên trắng trong ảo mộng theo anh vào giấc mơ, giấc ngủ. Anh cứ sống như vậy. Có những lần chung chăn gối với vợ, nhưng anh tưởng mình đang ôm ấp người con gái xinh đẹp tha thướt trong bộ váy áo trắng xinh đẹp kia. Khi bừng tỉnh, anh cảm thấy như bị rơi xuống đáy vực. Một nỗi tức giận khiến anh vùng lên, mở chốt cửa ra vườn hút thuốc. Cũng đã nhiều lần, người chồng tiếp tục nói với giọng đều đặn. Nhiều lần, tôi cứ nghĩ rằng chúng ta cũng đã qua thời xuân xanh. Vì con cái, cứ duy trì cuộc sống này cho hết đời. Nhưng Liệu thông cảm, càng ngày tôi càng xa Liệu hơn. Mà
đã không yêu, không xúc động, không thể. Liệu sẽ khổ không chỉ một vài tháng, dăm ba năm, mà suốt đời? Anh uống một ngụm nước, hắt phần cặn qua cửa sổ ra sân, nói khẽ: không thể nào cố gắng, tình yêu không thể cố gắng được. Liệu có nghĩ như tôi không? Người đàn bà ngẩng đầu nhìn chồng. Chị mơ hồ điều anh nói là đúng. Căn buồng chị sống với mùi hoa móng rồng, mùi rêu mốc và mùi chiếu giường quạnh hiu cũ kỹ sẽ suốt đời cũ kỹ, vì không có hơi ấm của người đàn ông, vì không có tình yêu nồng nàn của người đàn ông ấp ủ. Anh chồng của chị, anh chỉ ghé qua vội vã như một kẻ đi đường ghé qua túp lều nát, uống tạm bát nước vối. Chị không thể nào biến đổi anh trở thành một người đàn ông khác, một người có khả năng yêu thương chị, ôm ấp chị, sưởi ấm cho chị. Nhưng nếu mất anh, chị nghĩ tới hai đứa con của mình, tới những năm tháng đợi chờ vô vọng, những công sức chị đã bỏ ra để tu tạo mảnh vườn sau, vườn trước, từ hàng rau, khóm ớt, mấy luống rau tới gốc cây vối xanh om, dãy hoa móng rồng đều có mồ hôi của chị nhỏ xuống. Và chăng với khả năng kinh tế eo hẹp của chị, một khi chị rời khỏi ngôi nhà này, chị sẽ bơ vơ. Nỗi tủi nhục như con sóng dâng lên trong lòng người đàn bà. Chị kêu: nhưng còn con cái, còn nhà cửa, tôi sẽ... Và chị òa lên khóc, òa lên khóc.